Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Thủy Tiên bất ngờ viết tâm thư xúc động công khai số tiền vượt 100 tỷ sau một tuần kêu gọi. Vào trưa ngày 20 tháng 10, Thủy Tiên bất ngờ thông báo số tiền được khán giả, đồng nghiệp và bạn bè đóng góp cứu trợ miền Trung đã lên đến hơn 100 tỷ đồng. Qua việc này, mình mới thấy sự đoàn kết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau của dân tộc mình là quá lớn. Trong tâm thư cảm ơn trên trang cá nhân, Thủy Tiên còn cho biết cô đã bắt đầu thấy lo sợ vì nắm trong tay số tiền quá lớn. Bây giờ mình bắt đầu lo rồi, không biết ơn cuộc tiền này đi cứu trợ lũ lụt đến khi nào mình mới được về ổn định cuộc sống mà làm ăn. Nhưng nghĩ về niềm vui bà con khi nhận được hỗ trợ và từng ngày trông chờ mình thì mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Trên đời này sức người có hạn nhưng tình người thì vô hạn. Thủy Tiên viết trên trang cá nhân. Không chỉ thế, Thủy Tiên còn cho biết cô sẽ cố gắng giúp nhiều người nhất có thể. Tài khoản ngân hàng này chỉ dành cho việc cứu trợ nên số tiền bà con quyên góp sẽ được sử dụng đúng mục đích. Số tiền quyên góp trong vòng một tuần cho đến thời điểm này là hơn 100 tỷ. Bây giờ mình bắt đầu lo rồi, không biết ôm cục tiền này đi cứu trợ đến khi nào mới có thể ổn định cuộc sống mà làm ăn. Tuần trước đang bù đầu ngồi vẽ thiết kế và xin phép xây dựng cho công ty của chồng, rồi thiết kế nhà cửa cho gia đình lại. Xong có cancel show diễn gấp ra miền Trung xong, nhờ người ta gửi thiết kế duyệt và giờ mình nhìn vào thấy mình như trên trời rớt xuống, không biết mình ai và đang ở đâu luôn. Nhưng mình nghĩ niềm vui của bà con khi nhận được hỗ trợ và từng ngày trông chờ thì mình sẽ ráng cố gắng hết sức. Trên đời này sức người thì có hạn nhưng tình người thì vô hạn. Vì công việc còn quá nhiều nên mình hy vọng trong trường hợp mình đã cố gắng hết sức mà vẫn có thể sẽ xảy ra sai sót thì mong mọi người rộng lượng bỏ qua cho. Đừng chửi mình tội nghiệp. Cầm tiền nhiều trên tay trách nhiệm rất nặng nề nên mình cũng có nhiều lo lắng. Nhưng mọi người yên tâm, đây là tài khoản riêng dành cho từ thiện. Mỗi đồng tiền gửi vào đều được sử dụng đúng mục đích. Qua việc này, mình mới thấy sự đoàn kết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau của dân tộc mình là quá lớn. Dù còn ít nhiều tiêu cực nhưng chẳng là gì so với lòng yêu thương và đoàn kết lớn của tụi mình. Vẫn là câu nói cũ, mình biết ơn mọi người vô cùng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.